Chào mừng các em đến với tiết học môn địa lý lớp 9. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, hiện đang công tác tại trường trung học cơ sở Đặng Trần Côn, quận Tân Phú. Cô rất vui vì được đồng hành với các em trong tiết học này. Để tiết học được bắt đầu, các em cần chuẩn bị đầy đủ tập vở và các dụng cụ học tập như bút, thước, máy tính, sách giáo khoa và tập bản đồ địa lý 9. Những nội dung yêu cầu các em tìm hiểu, các em hãy bấm nút dừng để nghiên cứu, sau đó tiếp tục xem phần cô hướng dẫn. Các em đã được tìm hiểu hai ngành kinh tế lớn của Việt Nam, đó là ngành nông lâm ngư nghiệp và ngành công nghiệp xây dựng. Sau đây, cô có một bài tập nhỏ để các em cùng ôn lại kiến thức của hai ngành kinh tế trên. Ở cột bên trái, các em thấy có tên ngành kinh tế. Ở cột bên phải, các em có tên phân ngành. Các em hãy nối các ngành cho phù hợp với các phân ngành. Các em cùng thực hiện nhé. Ta có đáp án sau. Thứ nhất, ngành nông lâm ngư nghiệp gồm các ngành trồng trọt, chăn nuôi và trồng rừng. Ngành công nghiệp xây dựng, ta có công nghiệp dệt may, công nghiệp điện lực và công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Vậy còn giáo dục, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông thuộc ngành kinh tế nào? Như các em đã biết, ngành nông nghiệp thì sản xuất ra cây trồng, vật nuôi. Ngành công nghiệp thì sản xuất ra máy móc, thiết bị. Ngành dịch vụ tuy không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng. Dịch vụ là một trong ba khu vực kinh tế lớn ở nước ta. Các ngành dịch vụ thu hút ngày càng nhiều lao động, tạo nhiều việc làm, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế. Các em cùng tìm hiểu bài 13, vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. Bài học hôm nay chúng ta có hai nội dung chính. Thứ nhất là tìm hiểu cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. Thứ hai là tìm hiểu đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. Một nhỏ, cơ cấu. Vậy, dịch vụ là gì? Dịch vụ là hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người. Vậy, dịch vụ nước ta có cơ cấu như thế nào? Các em cùng quan sát biểu đồ 13.1, biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ năm 2017. Em hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ của nước ta. Dịch vụ nước ta gồm 3 nhóm: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Trong dịch vụ tiêu dùng ta có thương nghiệp sửa chữa chiếm 26%, khách sạn nhà hàng chiếm 9,3%, dịch vụ cá nhân và cộng đồng chiếm 4,6%. Trong dịch vụ sản xuất ta có giao thông vận tải và bưu chính viễn thông chiếm 8,1%, tài chính tín dụng chiếm 13,3%. Kinh doanh tài sản tư vấn chiếm 11,6%. Trong dịch vụ công cộng, ta có khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao chiếm 19,6%, quản lý nhà nước, đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc chiếm 7,5%. Như vậy, ngành dịch vụ nước ta có cơ cấu đa dạng, bao gồm 3 nhóm: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Tiếp theo, em hãy cho ví dụ chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng. Ở đây, cô sẽ cho các em ví dụ về ngành giao thông. Các em cùng quan sát hình sau Hà Nội xưa và nay. Các em thấy, trước đây Hà Nội rất ít phương tiện di chuyển. Còn ngày nay thì có rất nhiều phương tiện để chúng ta có thể chọn lựa. Ví dụ như chúng ta có thể di chuyển bằng ô tô, xe buýt, xe lửa, máy bay hay tàu thủy. Khi kinh tế càng phát triển thì hàng loạt các dịch vụ khác càng phát triển. Ví dụ như tài chính, tín dụng, ngân hàng, du lịch, y tế ngày càng phát triển hơn nữa. Như vậy, ngành dịch vụ nước ta có cơ cấu đa dạng, bao gồm dịch vụ tiêu dùng,
dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Khi kinh tế càng phát triển thì dịch vụ càng đa dạng. Vậy, ngành dịch vụ có vai trò quan trọng như thế nào? Các em cùng tìm hiểu ở phần 2, vai trò của ngành dịch vụ. Dựa vào sơ đồ sau và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu vai trò của ngành dịch vụ. Nhìn vào sơ đồ, các em thấy lúa được vận chuyển từ cánh đồng đến nhà máy chế biến gạo. Sau khi thành phẩm thì tiếp tục được chở đi tiêu thụ. Nhờ các hoạt động vận tải, thương mại mà các ngành kinh tế nông lâm ngư nghiệp và công nghiệp được cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và giúp tiêu thụ sản phẩm. Đó là ý nghĩa thứ nhất của ngành dịch vụ. Để hiểu rõ hơn về vai trò của ngành dịch vụ, các em cùng quan sát các hình ảnh sau. Ở các hình tiếp theo này, các em thấy có tuyến đường sắt Thống Nhất Bắc Nam hay hãng hàng không Việt Nam Airlines, vân vân, chở hàng hóa, chở khách từ nơi này đến nơi khác, từ nước ta đến nước khác. Vì vậy, vai trò tiếp theo của dịch vụ là thực hiện mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, giữa các vùng, giữa nước ta với nước ngoài. Sau đây, cô sẽ lấy thêm một ví dụ nữa về ngành du lịch. Quan sát các hình này, các em thấy từ bãi tắm tự nhiên, người ta xây dựng các cái khu du lịch, xây dựng nhà hàng khách sạn, từ đó tạo nhiều việc làm cho người lao động. Như vậy, ngành dịch vụ tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống và đem lại thu nhập lớn cho nền kinh tế. Và để tiếp tục tìm hiểu rõ hơn vai trò của ngành dịch vụ, thì sau đây các em sẽ cùng với cô tìm hiểu vai trò của ngành bưu chính viễn thông. Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính viễn thông. Cô sẽ cung cấp cho các em một vài hình ảnh gợi ý. Ở đây các em thấy có tiết kiệm bưu điện, chuyển phát nhanh, chuyển bưu phẩm, bưu kiện. Tiếp theo các em thấy ở đây có mạng điện thoại, có internet, có thể buôn bán online, có internet, các em có thể học trực tuyến, kết nối với cộng đồng hoặc là giải trí. Vì vậy, nó phục vụ cho tất cả mọi ngành kinh tế. Trong sản xuất, ngành bưu chính viễn thông phục vụ thông tin giữa các nhà kinh doanh, giữa các cơ sở sản xuất, giữa nước ta với nước khác. Còn trong đời sống, ngành bưu chính viễn thông đảm bảo chuyển thư, bưu phẩm, điện báo, thông tin cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai. Như vậy, ngành dịch vụ có cơ cấu đa dạng, bao gồm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Ngành dịch vụ có vai trò vô cùng quan trọng mà cô với các em vừa phân tích. Vậy, ngành dịch vụ nước ta hiện nay phát triển như thế nào và có đặc điểm phân bố ra sao? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở phần 2, đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu về đặc điểm phát triển. Để tìm hiểu về đặc điểm phát triển, các em quan sát biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP nước ta năm 2019 và biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động nước ta theo ngành năm 2019. Em có nhận xét gì về đặc điểm phát triển của ngành dịch vụ? Ở biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP nước ta năm 2019, các em thấy ngành dịch vụ chiếm 41,64% và là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất. Về lao động, thì các em thấy ngành dịch vụ chiếm 36% trong cơ cấu lao động của nước ta. Như vậy, khu vực dịch vụ chiếm 41,64% trong cơ cấu GDP và chiếm 36% lao động năm 2019, ngành dịch vụ nước ta phát triển khá nhanh. Ở đây, các em có thể so sánh với ngành nông nghiệp. Lao động trong ngành nông nghiệp chiếm đến 35%, nhưng chỉ chiếm 13,96% cơ cấu GDP của nước ta năm 2019. Tiếp theo, dựa vào biểu đồ 13.1, em hãy tính cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ năm 2017 theo 3 nhóm: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Ở phần 1, các em đã nêu được tỷ trọng của từng ngành dịch vụ. Tiếp theo, các em chỉ cần làm phép tính cộng. Các em hãy bấm nút dừng và thực hiện phép tính nhé.
cuộc có kết quả như sau. Dịch vụ tiêu dùng chiếm 39,9%, dịch vụ sản xuất chiếm 33%, dịch vụ công cộng chiếm 27,1%. Như vậy ta có dịch vụ tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn nhất 39,9%, cho thấy cái nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống, thương nghiệp của người dân rất cao. Dịch vụ sản xuất chiếm tỷ trọng lớn thứ hai 33% và dịch vụ công cộng chiếm tỷ trọng nhỏ nhất 27,1%. Hiện nay, Việt Nam đang trở thành thị trường thu hút nhiều công ty nước ngoài mở các hoạt động dịch vụ, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm, giáo dục, tài chính, du lịch, ngân hàng và y tế. Tuy vậy, ngành dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn. Em hãy cho biết ngành dịch vụ hiện nay đang gặp những thách thức gì? Cô sẽ có một vài gợi ý sau. Ở hình đầu tiên, các nhà cung cấp dịch vụ Internet đang cố gắng khắc phục sự cố với 3 tuyến cáp quang biển. Ở hình thứ hai thì các em thấy hướng dẫn viên du lịch đối với khách quốc tế hay là ùn tắc giao thông, chất lượng đường ở một vài nơi còn xấu. Như vậy, những thách thức đặt ra đối với dịch vụ nước ta đó là thứ nhất là trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề và cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt. Đây là những thách thức trong phát triển các hoạt động dịch vụ của nước ta hiện nay. Vậy tình hình ngành dịch vụ nước ta trong năm 2021 này như thế nào? Dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động thương mại, dịch vụ. Một số ngành nghề bị ảnh hưởng lớn mà các em có thể thấy đó là bán lẻ hàng hóa, hoặc là dịch vụ lưu trú, ăn uống hay là du lịch lữ hành. Sắp tới khi dịch COVID được kiểm soát, thì ngành dịch vụ sẽ tiếp tục đẩy mạnh và phát triển các em nhé. Vậy ngành dịch vụ phân bố phụ thuộc vào yếu tố nào? Chúng ta tìm hiểu ở phần 2 nhỏ, đặc điểm phân bố. Quan sát hình sau, em hãy cho biết tại sao các hoạt động dịch vụ nước ta phân bố không đều? Dịch vụ phân bố không đều vì dân cư nước ta phân bố không đều. Ở bài 3 địa lý lớp 9, các em đã được học dân cư tập trung ở đồng bằng, ven biển và các đô thị, thưa thớt ở miền núi. Như vậy, đồng bằng thành phố là nơi đông dân, kinh tế phát triển thì dịch vụ đa dạng. Còn miền núi, dân cư thưa thớt thì dịch vụ nghèo nàn. Như vậy, dịch vụ tập trung ở những nơi đông dân và kinh tế phát triển. Ở đây các em có thể dễ dàng mua hàng hóa, dễ tìm trường học, bệnh viện hoặc giải trí, ăn uống. Nhưng ở miền núi thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Sau đây, cô và các em cùng làm một bài tập nhỏ. Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Ở đây cô có các từ thưa dân, đông dân, đa dạng, nghèo nàn, phát triển, tự cấp, tự túc. Các em hãy bấm nút dừng để thực hiện nhé. Như vậy, ta có đáp án sau. Các thành phố, thị xã, vùng đồng bằng là nơi đông dân, kinh tế phát triển nên hoạt động dịch vụ đa dạng. Vùng núi là nơi thưa dân, kinh tế tự cấp tự túc nên hoạt động dịch vụ nghèo nàn. Tiếp theo, quan sát hình sau và dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy kể tên hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta. À, đó chính là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lại là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta? Vì thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai đầu mối giao thông vận tải viễn thông lớn nhất cả nước. Ở đây tập trung nhiều trường đại học lớn, các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu. Cũng là hai trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất nước ta. Các dịch vụ khác như quảng cáo, bảo hiểm, tư vấn đều phát triển mạnh. Sau đây, các em quan sát một số hình ảnh về trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta, đó chính là thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây tập trung các bệnh viện lớn hàng đầu, các ngân hàng lớn, các chợ, các trung tâm thương mại, có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn
và tập trung các trường đại học lớn. Như vậy, các em đã vừa tìm hiểu về ngành dịch vụ của nước ta. Sau đây chúng ta sẽ cùng ôn lại các kiến thức về ngành dịch vụ. Ngành dịch vụ nước ta gồm cơ cấu, vai trò, đặc điểm phát triển và đặc điểm phân bố. Các em cùng với cô hoàn thành sơ đồ này nhé. Về cơ cấu, thì dịch vụ có cơ cấu đa dạng, bao gồm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Ở mỗi dịch vụ thì các em có thể cho ví dụ thêm. Về vai trò, dịch vụ cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và giúp tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, giữa các vùng trong nước, giữa nước ta với nước ngoài. Tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống và đem lại thu nhập lớn cho nền kinh tế. Về phát triển, thì ngành dịch vụ chiếm 41,64% trong cơ cấu GDP và chiếm 36% lao động năm 2019. Ngành dịch vụ nước ta phát triển khá nhanh. Về phân bố, dịch vụ tập trung ở những nơi đông dân và kinh tế phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước. Như vậy, các em sẽ tiếp tục hoàn thành sơ đồ về ngành dịch vụ. Các em chuẩn bị bài 14 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông theo nội dung cô hướng dẫn. Hy vọng bài học hôm nay sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thêm yêu quê hương đất nước. Chúc các em luôn vui khỏe và học thật tốt. Chào tạm biệt các em.